Đến sáng ngày 21 tháng 2 năm 2019, những vết nứt vẫn liên tục xuất hiện trên những ngôi nhà ven bờ kênh sáng đoạn qua tổ 13 ấp Long Hòa, xã Long An, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang. Khoảng 16 giờ 15 phút ngày 20 tháng 2 năm 2019, nơi đây đã xảy ra một vụ sạt lở đất. Cả một khu vực ven kênh sáng dài 50 mét bị sập xuống, ăn sâu vào đất liền 15 mét. Mặc dù vụ sạt lở không thiệt hại về người, nhưng đã làm một phần nhà kho gồm lò sấy, băng tải, giàn khoan lúa, motor của gia đình ông Đặng Phước Tự rơi xuống kênh. Ước tính tổng thiệt hại khoảng 1,5 tỷ đồng. Ngay sau khi hay tin xảy ra sạt lở, chính quyền địa phương xã Long An đã báo cáo về lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thị xã Tân Châu, kịp thời đến hiện trường, chỉ đạo huy động lực lượng quân sự thị xã, phối hợp với lực lượng địa phương, hỗ trợ người dân di dời tài sản, khắc phục thiệt hại. Lực lượng chức năng cũng đã phong tỏa hiện trường, lắp biển báo, rào chắn xung quanh khu vực sạt lở, hỗ trợ người dân tìm kiếm tài sản. Hiện tại khu vực này vẫn còn nhiều vết nứt, nguy cơ sạt lở tiếp tục xảy ra.